Số ma túy bị thu giữ bao gồm cocaine, cần sa và một số hóa chất được sử dụng trong các giai đoạn sản xuất ma túy khác nhau. Chỉ riêng trong năm nay, chúng tôi đã thu giữ khoảng 53 tấn ma túy. Hầu hết cây coca ở Peru được trồng tại một khu vực rừng rậm không có người ở, nơi ẩn náu thường xuyên của những phiến quân nổi loạn Shining Path, cũng như gần khu vực du lịch của thành phố Cusco. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm, Peru cùng với Colombia và Bolivia là ba quốc gia sản xuất cocaine nhiều nhất thế giới. Cocaine tại Peru được sản xuất với giá thành 1.200 đô la Mỹ 1 kg, trong khi đó tại thị trường chợ đen ở nước ngoài có giá 5.000 đô la Mỹ 1 kg. Bởi vậy, cuộc chiến chống buôn ma túy tại quốc gia này diễn biến phức tạp, các hình thức sản xuất và buôn bán rất tinh vi.